rõ trên thị trường. Tức là muốn trở thành một người phụ nữ sành điệu hay là muốn trở thành một người phụ nữ có gu, có chất thì phải có một hộp collagen trong nhà. Một hộp collagen nó như là một cái chứng minh rằng à, đó là người phụ nữ yêu bản thân, à, đó là một người phụ nữ biết chăm sóc bản thân mình. Bởi vì làm sao? Collagen nó không chỉ có cái tác dụng riêng cho làn da, mà nếu như collagen type 2 thì nó còn có tác dụng cho sụn khớp này, nó còn tác dụng vào nội tiết này. Và sau đó dần dần người ta sẽ có thêm một vài cái chế phẩm khác cho cái collagen để kết hợp vào đó. Kết hợp vào đó để cho ra những cái sản phẩm mới, ví dụ như là collagen thêm với cả mầm đậu nành, collagen thêm với vitamin C, vitamin E, vân vân, hoặc là thêm glutathione, hay là thêm với đương quy, thêm với hoa hồng, thỏ ti tử, vân vân, rất là nhiều chế phẩm khác nhau. Đó, collagen Úc này, hoặc là collagen Nhật, hoặc collagen Hàn của khoảng 10 năm trở về trước của những chị em 7x, 8x đời đầu mà sử dụng ấy, thì bao giờ nó cũng sẽ lên đến 5.000 đến 8.000 mg collagen mọi người ạ. Đến 5.000 đến 8.000 mg collagen nhá. Tức là nhìn nó rất là nhiều. Tức là mình lúc đấy là có thể chị em chúng ta chưa nắm được và chưa hiểu rõ lắm về cái collagen nó như thế nào và làm thế nào để hấp thu được hết cái collagen và làm thế nào để đưa cái collagen vào trong cơ thể một cách hiệu quả, đúng không ạ? Chính vì vậy chị em chúng ta mới cứ đi tìm những cái sản phẩm nào nó có hàm lượng cao nhất để chúng ta uống, đúng không ạ? Thế thì sau khoảng 3 tháng thôi, không lâu, thì sẽ có những cái trường hợp như sau xảy ra. Một là cái làn da nó rất là căng mịn nhưng mà cái người nó bị tích nước và tăng cân đó. Hai là bị viêm phụ khoa liên tục không dừng. Ba đó chính là những cái bệnh là sỏi thận, sỏi tiết niệu, sỏi bàng quang mọi người ạ, vô cùng nhiều luôn đó. Thì sau này người ta mới phát hiện ra rằng à, collagen thật là tốt nhưng nó không hấp thu hết, cái cơ thể của chúng ta không hấp thu hết. Bởi vì sao mọi người nghe nhá, cái thân nhiệt của chúng ta lúc sốt 37,5 độ đã là sốt rồi, đúng không ạ? 38 độ thì đã là sốt và phải uống thuốc hạ sốt rồi, đúng chưa ạ? Nếu mà nó sốt lên 39-40 độ thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái bộ não của chúng ta. Nó sẽ co giật và nó sẽ gây ảnh hưởng đến màng và một cái tức là màng não, đúng không ạ? Mà mọi người hình dung không? Tức là trung bình sẽ là 36 độ rưỡi đến 37 độ nhá. 37 độ cũng là không nên rồi, cứ 36 độ rưỡi, 36 độ 7 là ok. Mà cái con cừu, con heo, con hươu, nó là động vật thân nóng. Nó là động vật thân nóng. Tức là cái người của nó, cái nhiệt độ trên người của cái con hươu á hay là con cừu ấy, lúc nào nó cũng trên 48 độ. Nhiệt độ của nó hay con heo cũng thế, lúc nào nó cũng trên 48 độ mọi người ạ. Chính vì vậy, mọi người hình dung ra nhá, là khi chúng ta uống collagen từ những cái động vật mà gọi là thân nhiệt thân nóng ấy, thì giống y như là chúng ta để một miếng mỡ vào cái ngăn mát của tủ lạnh. Kém 10 độ cơ mà, thân nhiệt của những con đấy 10 độ cơ mà, đúng không? Cho nên là để hấp thu được nó cần rất rất nhiều thời gian. Và nếu như cơ thể của ai mà không có enzyme, nhất là cái enzyme lipase, là cái enzyme phân hủy chất béo, thì nó sẽ không có được cái sự hấp thu cái collagen từ nhau thai cừu. Mọi người hình dung không ạ? Đó, thế cho nên là nếu uống 5.000 mg chúng ta sẽ chỉ hấp thu được vài trăm thôi, chứ còn sẽ không hấp thu hết. Còn cái phần dư thừa ấy thì nó không tự đào thải ra ngoài được. Nếu như trong cơ thể của chúng ta hay là chúng ta bổ sung không kèm vitamin C và vitamin E thì nó sẽ không đào thải ra ngoài được, nó không chuyển hóa thành nhiệt năng, không chuyển hóa thành năng lượng cho chúng ta được, mà nó sẽ tích và người ta sẽ bị béo bụng đấy. Béo bụng là vì như vậy đấy mọi người ạ. Đó, đấy là cái điểm yếu của cái collagen kia, của cái collagen từ nhau thai. Và cho đến sau này, Nhật Bản lại là nước đầu tiên họ nghiên cứu ra collagen thủy phân. Tức là collagen từ nước mọi người nhá, nghe rất nhất thủy phân, tức là tan hết cái trong nước ấy, tức là collagen có nguồn gốc từ nước. Và lúc đó họ phát hiện ra rằng con cá tuyết đen,
con cá tuyết đen, nó sống ở tầng đáy rất là sâu dưới lòng biển, lòng đại dương. Và cá tuyết đen mà có cái hàm lượng tốt nhất thì là ở Nhật Bản nhé mọi người nhé. Mọi người nghe này, cái con cá tuyết đen đấy nó không chỉ có hàm lượng collagen tốt mà cái canxi từ xương cá tuyết đó cũng vô cùng tốt luôn. Mọi người biết đến là cái bột canxi cá, cái gói bột canxi cá của Nhật Bản mà các mẹ bán hàng sách tay hay bán cho con ấy, cái đấy rất là tốt nha. Rồi tiếp theo đến là cái collagen từ con cá tuyết biển đen. Thì con cá tuyết biển đen đấy, bản chất thân nhiệt của nó lúc nào cũng không dưới 0 độ, mọi người hình dung ạ. Dưới 0 độ cho nên là cái da cá của nó, cái da như da cá hồi, da cá ba sa ấy, người ta cũng hay lấy để làm vỏ viên nang thuốc ấy mọi người, để cho nhanh hấp thu ấy, nhanh tan ấy. Thì cái da này mọi người chiết xuất cái collagen từ cái da con cá tuyết biển đen, cá tuyết đen của biển á. Thì người ta thấy rằng như này, không quá 10 phút khi nạp vào cơ thể, lúc đấy nó còn là dạng bột nha mọi người nha. Không quá 10 phút nó đã hấp thu hết vào cơ thể rồi. Đã hấp thu hết được vào cơ thể rồi. Mà cái collagen từ da cá tuyết đen thì nó lại tương đương với dạng nano, tương đương với kích thước nano. Khi đưa vào cơ thể nó hấp thu rất là nhanh luôn. Và có một cái điều như này nữa, lúc đấy mọi người cứ hình dung ra là giống như chúng ta để cái miếng mỡ trên chảo nóng ấy, một tí là nó xèo 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 ngay. Cơ thể mình bao giờ cũng 36, 37 độ đúng không? Mà con kia nó 0 độ và âm độ. Thế thì khi mà cái collagen chiết xuất từ da nó vào chúng ta thì hấp thu một cách trọn vẹn thôi, không dư thừa một tí nào cả, đúng không ạ? Đấy là về cái sự khác nhau giữa collagen từ nhau thai và collagen từ cá thủy phân, hay là từ da cá tuyết, hay mọi người còn gọi là collagen thủy phân. Tức là collagen peptide ở trong này, peptide, collagen peptide, hay là mình đọc là collagen peptide cho nó dễ nha. Đó, thế thì chúng ta đã biết được rằng ưu điểm collagen thủy phân là như thế nào rồi, tức là nó sẽ hấp thu hết. Cho nên nếu như cái kia ta uống 1000mg thì cái này chúng ta cần uống 1mg. Collagen hay là tất cả các cái sản phẩm collagen, kể cả là nhau thai cừu, nhau thai heo, tức là cái dạng placenta ấy, hay là collagen thủy phân, chỉ có thể hấp thu được hoặc là chỉ có thể hoạt động được trong môi trường có vitamin C. Mọi người nhớ nhé, không phải môi trường acid mà là môi trường có vitamin C. Đó, chính vì vậy ở trong này của chúng ta, cái vitamin C chúng ta có 10mg, rất là hay. Mà mọi người để ý nhá, vitamin C của chúng ta là acid absorbed, tức là vitamin C dành được cho người bị đau dạ dày. Hay là ở một số cái sản phẩm nó sẽ ghi là no acid, vitamin C no acid, tức là vitamin C không chứa acid lactic, mà nó là vitamin C từ quả chanh. Mọi người hình dung ạ, vitamin C từ quả chanh. Có những nơi người ta sử dụng chanh xanh, có nơi người ta sử dụng chanh vàng, tùy nhá. Thì cái này mình chỉ biết được là cả hai loại chanh đó đều có cái acid L-ascorbic này, rất là hấp thu rất là dễ và nó không gây cái tác dụng phụ gì cho dạ dày, mà lại còn tạo kiềm hóa cho cơ thể rất là tốt. Đó, cái tạo kiềm hóa mọi người phải nhớ, bởi vì cái placenta như kìa không sử dụng được cho người có u, không sử dụng được cho người có u nang, u sơ trong cơ thể, hoặc có u ở bất kỳ bộ phận nào, thậm chí là u tuyến giáp, thì cái placenta kia không sử dụng được mọi người nhá. Khi mà uống vào nó sẽ làm tăng cái thức khối u ngay lập tức. Đó, thế thì sản phẩm của chúng ta thứ nhất này, nó đã có tính kiềm, nó có vitamin C và có tính kiềm rồi. Cái thứ hai, collagen của chúng ta là collagen hấp thu hết. Cái thứ ba, cái điều vô cùng tuyệt vời mà chỉ ở sản phẩm này mới có, đó chính là chiết xuất đông trùng hạ thảo 100mg. À mọi người ơi, cái collagen peptide ở đây là 500mg, tương đương với 5000mg cái collagen kia nha. 500mg đấy, rất tuyệt vời. Nào, chiết xuất đông trùng hạ thảo, mọi người nghe nhỉ? Cordyceps sensinis extract, chứ không phải là Cordyceps minutaris đâu. Mình sẽ phân biệt hai cái này một chút. À, cái senesis là được gọi như nào nhỉ? Nó là cái tinh chất, nó được gọi là cái tinh chất nấm đông trùng hạ thảo. Cái đông trùng hạ thảo ấy thì nó có một cái gọi là cái chiết xuất, còn một cái là cái chiết xuất tinh chất.
Đó, nó sẽ khác nhau. Nó giống như là tinh bột nghệ và nano nghệ ấy. Nó là ở hai thể khác nhau mọi người nhá. Một cái thì nó rất là thô, còn một cái là nó tinh hơn. Và cái đông trùng hạ thảo ở trong này của chúng ta, cái chiết xuất của chúng ta lại được bào chế ở dạng nano nữa, cho nên nó vô cùng dễ hấp thu mọi người nha. Nó vô cùng là dễ hấp thu và nó không, hầu như là nó không để lại cặn bã hay một cái gì cả. Đó. Rồi tiếp tục đến cái tiếp theo. Ok, mờ nám và mờ tàn nhang này. Và ở đây chúng ta còn có thêm cả cái chiết xuất hồng sâm làm cho mát da, để nếu mà chị em nào bị nóng trong ấy, nóng trong mà nổi mụn ấy thì nó sẽ đỡ nhá. Sữa ong chúa thì như thế nào nhỉ? Phải nói như nào cho nó cho mọi người dễ hiểu nhỉ? Sữa ong chúa là một trong những cái sản phẩm mà những chị em mà có buồng trứng kém luôn luôn tìm đến để bổ sung, bởi vì cái sữa ong chúa nó có một cái tác dụng cực kỳ tốt cho cái buồng trứng của chị em mình, mà cái làn da của chị em mình ấy đôi khi nó trẻ hay nó già, nó lại còn phụ thuộc cái nội tiết tố và cái buồng trứng nữa, cho nên cái sữa ong chúa ở đây nó đánh trực tiếp vào cái buồng trứng, làm cho cái buồng trứng của chúng ta sản sinh ra estrogen và cái phytosterol để làm cho cái nội tiết tố của chúng ta nó quy định làn da ấy, sắc sắc tố của da, cái melanin ở dưới da ấy nó sẽ mờ đi nữa. Và cái sữa ong chuối này nó cũng bổ sung cho cái sợi collagen, chúng ta tăng cái tính đàn hồi. Tuy nhá, tuy cái collagen ở thủy phân ở đây này nó làm cho cái sợi sợi collagen của chúng ta căng ra, nhưng nó lại không có tính đàn hồi, mọi người hiểu không ạ? Tức là nhá, cái điều này nó thấy rất là rõ, nó thấy cực kỳ rõ ở một số chị em mà giảm cân ấy, ví dụ như đang khoảng 70-80 cân mà giảm xuống còn 50 cân chẳng hạn, thì cái da nó sệ xuống, cái da cái mẩu da thừa, mọi người hình dung ạ, cái mẩu da thừa nó sẽ sệ đúng không? Hay là da ở bụng, ở mặt thì có thể là khó nhìn bởi vì là người ta trang điểm hay nọ kia, nhưng ở bụng nó sẽ thấy nhăn nheo và nhân được đến mảng da ấy. Thì cái sữa ong chúa nó sẽ làm cho cái sợi đấy nó đàn hồi. Nếu trong quá trình giảm cân mà chị em bổ sung được cái collagen này thì không bao giờ sợ da nhăn da xấu, không bao giờ sợ cái da của mình nó kém đàn hồi cả. Cái thành phần axit hyaluronic là cái thành phần nó khóa tế bào nước trên làn da của chúng ta. Hay là ngày trước một số chị em hay uống cái viên cấp nước Inner của Hàn ấy, thì đấy nó là chính là cái thành phần này mọi người nha. Rồi đến cái glutathione 90%. Glutathione đây thì nó vô cùng tuyệt vời. Trong tất cả những cái đơn thuốc của bệnh nhân ung thư gan, u gan, men gan cao, túm lại là người có vấn đề về gan hoặc những người có u trong cơ thể, u u xơ này, u tử cung này, hoặc là nói chung là ung thư đi, u ác hay u lành thì sẽ đều được kê hoặc là được uống hẳn hoặc là được tiêm hẳn cái liều glutathione 90% mọi người nha. Bởi vì thứ nhất nó có tác dụng thanh lọc gan, cái thứ hai nó có tác dụng là gọi là tiêu diệt đi cái tế bào u ác. Cái glutathione nó có cái tính chống gốc tự do vô cùng mạnh mẽ, và chính trong nano nghệ của chúng ta cũng có thành phần glutathione tự nhiên, lành tính đối với cả người có u, không gây tác dụng phụ và không gây tăng kích thước khối u, không gây phát sinh u giống như cái loại viên kia, giống như cái loại placenta kia, mọi người hình dung không ạ? Tất cả những cái điều này hoàn toàn có minh chứng, hoàn toàn có những cái gọi là mọi người hình dung là nó có cả, chúng ta chỉ cần search Google 1 phút thôi là ra hết những cái thông tin này đó. Đấy là về sản phẩm của chúng ta nhá. Rồi ok, còn tiếp theo nữa chúng ta có vitamin B2 và A, thì đó chính là làm cho cái da của chúng ta nó thêm độ bóng, thêm cái độ bóng trên làn da nha. Vì người ta có hẳn cái serum vitamin B2 ấy, là để cho B2, B5 là để trị nám và là trị mụn, trị nám và làm căng da, bóng da. Đó, thì mọi người nắm qua được về 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 cái thành phần của nó và cái công dụng của nó này. Thì bây giờ em xin chia sẻ chi tiết thêm về cái công dụng và cái cách sử dụng cái liệu trình của nó. Đây là một cốc nước. Nếu mà mọi người lấy nước lạnh thì sẽ tốt hơn nhá. Nước lạnh thì sẽ tốt hơn. Cái collagen này sử dụng được cho người cả nam lẫn nữ, trừ người vừa sinh con xong và người có thai 6 tháng cuối, 3 tháng đầu vẫn uống được nha.
Trong hộp collagen của chúng ta sẽ là 20 gói như thế này. 20 gói như này. À, chúng ta rất là tiện mang đi mang lại. Mà thực sự khi mà người ta làm cái dạng túi như này em thấy nó quá hay luôn. Bởi vì chúng ta vận chuyển nó cũng dễ, nó không sợ vỡ, không sợ quá cân, nặng quá cân, mà nó rất là nhẹ nhàng như này. Đó, cái túi này giống như là cái vỏ gói bim bim, nó vô cùng là an toàn nhá. Đó, mọi người nhìn này. Cái này không gây béo. Cái này không gây béo bởi vì vị ngọt của nó chính là vị từ tất cả những cái chất kia tạo lên. Từ đông trùng hạ thảo, từ đông trùng hạ thảo này, từ sâm. Đó. Thì đáng lẽ ra cái cốc này mình vừa uống, còn nếu một chuẩn ra thì mình sẽ pha đến đây nhá, khoảng 2/3 cái cốc này. Thì đơn giản lắm, chúng ta chỉ cần cắt cái này ra. Nếu với những em bé 20 tuổi, với những cái bạn 20 tuổi mà chưa có chồng ấy, chưa có gia đình ấy, thì sẽ chỉ cần uống một gói một ngày thôi. Còn những người mà có gia đình rồi, sinh con rồi thì chúng ta có thể uống 2 gói một ngày. Còn giống như Hạnh đã trên 35 tuổi rồi thì Hạnh sẽ uống 3 gói một ngày. Và mình uống lần đầu tiên, uống lần đầu tiên vào buổi sáng sau khi ngủ dậy cùng với nghệ. Mình pha cái nghệ gel, nghệ phong lơ ấy, và mình đổ 2 gói này vào uống cùng. Bởi vì cùng uống lúc đói là tốt nhất. Uống lúc đói là tốt nhất mọi người nhá. Uống lúc đói là tốt nhất này. Và còn cái lần cuối cùng thì mình sẽ uống trước khi đi ngủ. Uống trước khi đi ngủ. Đấy, cái này hơi đặc nhá. Cái này là hơi đặc này. Cái này vị của nó vị ngọt, ngọt thao thảo. Và bởi vì nó có vị ngọt. Và cái nghệ kia của chúng ta có vị không ngọt, đúng không ạ? Bị như nước lọc luôn. Cho nên cho vào uống gấp đôi công dụng luôn. Thì một liệu trình sử dụng, nếu như mình hiện tại là mình đang dùng 3 gói một ngày, thì mình sẽ dùng 3 tháng, dừng lại 1-2 tháng xong rồi mình uống tiếp. Còn nếu mà đang uống cái này, uống cùng với viên nội tiết này cũng được, không có vấn đề gì cả. Da nó càng đẹp hơn thôi, không sao cả. Rất là ngon mọi người ạ. Rất dễ uống, mọi người cứ làm thử cho mình đi. Lấy nước lạnh nhá. Nước lạnh hoặc là mọi người pha nước lọc bình thường, xong mọi người cho đá vào uống ngon khủng khiếp luôn. Mà nó không hề ngọt gắt, không hề ngọt đậm, mà nó rất là vừa phải. Có một cái điều nữa, ai bị mùi hôi cơ thể, ai mà bị kiểu hôi nách ấy, hay là bị mùi vùng dưới ấy, mùi vùng dưới thì nếu uống sâm, cái sâm tố nữ này này, thì chúng ta nên bóc ra pha vào nước ấm uống, nó sẽ đỡ hẳn cái mùi âm đạo. Còn ai bị hôi nách mà uống cái collagen này ấy, chỉ khoảng 1 tuần thôi nó sẽ cải thiện cái mùi rất là tốt luôn, nó cải thiện nhiều luôn ấy. Bởi vì bản thân em là một người như thế, em từ lúc sinh con xong ấy là cái mùi nó cũng hay có cái mùi gọi là khó chịu, mà mình phải dùng cái etacinlax thường xuyên luôn, dùng đến lúc nó rát nách ra ấy mọi người ạ. Không thể tưởng tượng được nó khó chịu như thế nào đâu. Nên cứ đến mùa hè là em rất sợ. Nhưng mà uống bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái đến bây giờ em duy trì collagen nhá, em cứ khoảng 3-4 tháng là em nghỉ một lần. Thì cái đợt mà bị mụn nhiều quá ấy, là bắt đầu em uống tăng lên là 4 gói một ngày. Cho đến bây giờ cảm thấy cái mùi cơ thể nó đỡ hẳn luôn. Nhưng mấy hôm vừa rồi nó nắng nóng như thế. Mà nếu như bình thường ấy, chỉ cần đi từ đây ra đến cầu thang bộ thôi, từ trong nhà ra đến cầu thang bộ thôi là đã ướt đầm 2 cái nách rồi. Đó, nhưng bây giờ nó đỡ hẳn cái mùi cơ thể luôn. Rất là hay như thế. Mà cái collagen này không chỉ cho da, mà nó còn cho tóc, cho móng. Đó, và cái quan trọng nhất nữa là kể cả cái nội tiết của chúng ta cũng khá ổn khi chúng ta kết hợp cùng với cái sâm. Đó. Còn ai mà bị mụn là thấy nhanh nhất, còn nám, tàn nhang nó sẽ mờ hơn sau. Nhưng mà cái trắng da toàn thân là có thật mọi người ạ. Bởi vì cái glutathione ấy, nó 90% ấy, nó làm cho toàn bộ cái phần da trên cơ thể chúng ta, chỗ nào chúng ta được phủ bằng da thì nó sẽ rất là sáng lên. Và mọi người cứ thử xem cái vùng đầu gối tay, đầu gối chân, những cái phần da xù ấy, nó sẽ thay đổi, cải thiện như thế nào sau một tháng. Mọi người cứ chụp lấy mà xem để chúng ta xem. Chứ còn trên mặt này thì chúng ta có thể là công nhận là chúng ta xem ngày nào chúng ta cũng rửa mặt với các thứ. Nhưng mà nhá, phải xem da ở trên hai cái vùng gối tay này nó thay đổi nhiều, nó mà cái con trên mặt này chúng ta có thể rửa mặt một cái kiểu khác thôi, rửa mặt bằng nước rửa mặt khác.